Hi, xin chào mọi người hôm nay thì mình đã làm xong cái phở xương nhá. Đây là cái xương mình đã hấp xong rồi đây mọi người. Đấy. Thì mình trước khi ăn thì mình bỏ vào cái lò mình nướng khoảng 5 phút nhá mọi người. Thì mời cả nhà cùng ăn phở với mình. Đây mọi người, mình sẽ chan nước vào đây. Các bò viên mình bỏ vào trong đây cho nó mặn. Ra nó cái xương, những xương mình đã bỏ vào trong trong lò mình nướng lại đây nhá. Rồi hôm nay ngày chủ nhật thì mình nhà mình lại nấu là nồi phở cho ông xã mình ăn nhá. Thì mình có hơn 1 ký cái xương đùi bò đấy nè bạn. Đây mọi người nhìn ngon chưa đấy. Cái này mình vừa ninh nước mà mình vừa ăn thịt được nhé. Đấy, mình có một cục xương, lá sách bò. Hôm nay thì mình không có ăn bò tái mà mình chỉ ăn thịt chín với lại lá sách thôi nhé. Thì đây là hai cái xương này thì mình làm cái phở xương đó mọi người. Đấy. À, gia vị gồm có này cái hoa hồi thảo quả này, gừng này, hành này. Thì mọi người hãy vào bếp với mình nhá. Mọi người nước đã sôi rồi thì cái mình sẽ bỏ cái xương với lại cái bò vào mình trụng sơ đi nhá mọi người. Đấy, trước cái bò phở bò thì mình phải trụng sơ đi trước cho nó ra các cái chất dơ trước rồi mình rửa đi xong mình mới nấu nhá. Mình ninh cái này khoảng mình nấu cái này là khoảng 15 phút cho nó ra các cái chất dơ thôi mọi người nhé. Mọi người cái hành gừng thì mình sẽ nướng nó thơm lên. Mọi người cái hành gừng mình nướng cho nó thơm lên nhé mọi người nhé. Mọi người mình nó đã vàng rồi, bây giờ mình sẽ đổ rồi để tí thì mình rửa sạch thì mình cho vào trong cái nồi nước lèo nhé mọi người nhé. Và cái xương đây mình đã trụng lên rồi đây mọi người. Đấy, dơ chưa? Thì bây giờ mình đổ ra mình rửa sạch đi nhá. Mình đã làm xong 15 phút rồi nó cái xương nó cũng đã chín rồi. Còn một chút xíu. Mọi người cái xương này mình đã trụng nó lên rồi đây, bây giờ mình đổ ra mình rửa nhá. Người em mọi người nhìn này, cái bò này nhìn nó ngon chưa? Đấy, mình trụng nó lên rồi đấy, thấy chưa? Thì bây giờ mình sẽ bỏ vào mình ninh nước nhá. Mình ninh nước, mình cái xương thì mình ninh nước, còn cái này thì nó chín tới thì mình vớt ra mình cắt ra nhá mọi người nhá. Để mình làm thịt chín nhá. Nhìn ngon cho mọi người. Đấy. Thì và bây giờ cái nồi nước mình đã bắc lên, nó chuẩn bị sôi rồi thì mình thả cái xương vào nhá mọi người nhá. Mình cho thêm một cục xương heo vào nhé mọi người cho nó ngọt nước nhé. Thì lúc nào nó sôi mình hớt bọt xong rồi mình mới bỏ hoa hồi thảo quả với hành gừng vào nhé mọi người. Mình cứ để chờ nó sôi rồi mình hớt bọt đấy. Mọi người ơi, hai cái xương này thì bây giờ mình sẽ cho một chút cái muối hồng vào nhé. Mình sát lên đây. Đấy, mình đã rửa sạch rồi nhé. Rửa muối sạch rồi, mình cho chút cái muối hồng này mình sát vào đây. Và mình cho cái lá thia này vào, mình rắc vào trong đây, mình chút nó bỏ vào trong đây xong rồi mình hấp nó lên thì cái mỡ nó sẽ dính lại nhá mọi người nhá. Đấy. Cái lá này là nó thơm lắm mọi người.
thì mình hấp hấp sơ khoảng 10 phút thôi mọi người. Chỉ cần nó gần chín thôi chứ không cần gần chín. Lúc nào mình ăn thì mình cho vào lò nướng, mình nướng khoảng 15 phút trước khi ăn nhé mọi người nhé. Để mình cho nhiều cho nó thơm. Mọi người ơi, mình đã cho vào. Mọi người, mình bây giờ mình cho lên bếp mình hấp khoảng 10 phút nhé mọi người nhé. Mọi người nó đã sôi rồi, bây giờ mình hớt cái bọt ra nhé. Mình hớt hết cái bọt ra xong rồi mình bây giờ này mình nấu nguyên nồi bự luôn nữa. Mình hớt bọt xong rồi mình cho cái hoa hồi thảo cỏ với hành gừng vào nhé. Bây giờ mình sẽ cho hành gừng vào nhé. Mình đã rửa sạch rồi. Và mình cho hoa hồi thảo cỏ vào luôn nhé. Đấy. Mọi người ơi, cái này thì mình ninh tầm khoảng 2 đến 3 tiếng nhé mọi người. Thì lúc nào mà mình thử cái này nó mềm thì mình vớt ra xong rồi mình lấy cái xương thả ra vào lại nhé. Không có cái này đừng có để cho nó mềm quá. Mềm quá ăn không ngon. Mình ninh cái này khoảng 1 tiếng là mình vớt ra. Còn mình cứ để vặn nhỏ lửa để. Mọi người bây giờ mình sẽ cho gia vị vào nhá. Mình cho 2 thìa muối, nửa thìa bột ngọt nhá. Tại nhà mình không ăn bột ngọt đấy. Ok. Và thêm 3 thìa bột nêm. Và một môi nước mắm nhé mọi người nhé. Đấy. Thơm lắm rồi mọi người ơi. Người ơi, mình cho thêm một ít cái cuốn hành vào cho nó thơm nhé. Mình cho 2 cục đường phèn vào nhé mọi người. Mọi người ơi, cái thịt nó đã được rồi đây này nhá mọi người. Mình giờ mình lấy cái ra cái bát nhé. Đấy. Mình lấy ra đây để chút xíu nữa mình cắt nhá. Rồi, còn 2 cái xương nữa thì mình lấy lại. Mọi người ơi, mình đã làm xong cái phở rồi nhá. Đây, đây là cái mẹt gia vị này, gồm có bò chín mình đã luộc bằng cái đồ bò rồi nhá, bò viên nhá, lá sách nhá, chanh, giá chanh ớt này. Đây là bát phở xương của mình nhá. Thì còn cái nồi nước lèo thì mình đã nêm, mình chắc cho đây rồi đây, nhìn nó trong rồi. Mình sẽ vắt chanh vào trong đây nhé mọi người. Đấy. Mình cho rau quế vào đây nhé. Hôm nay thì mình cho cái sốt thần thánh của mình vào trong đây ăn ngon lắm mọi người. Mọi người cái xương này á, thì ở các tiệm Mỹ người ta đây là cái tủy của nó mọi người. Mình sẽ cào ra nhá. Ôi sợ ngon quá. Wow. Đấy. Mời mọi người mình cùng ăn mình nhá. Wow, cái nước ngon lắm mọi người ơi. Nó vừa. Nè. Quá đã luôn.
cho phở vào cái bát này bé quá. Nên nó nhiều phở. Còn mình có cái bát to thì nó lại to quá. Wow. Lá sách bỏ mà. Thôi mình bỏ để mình chấm. Wow. Lâu lâu mọi người mua về, cuối tuần mọi người mua về nấu cho gia đình ăn rồi. Thay đổi muốn. Dưới nhiều cái sốt này vào đây mọi người. Wow. Trời mà hơi lạnh lạnh á. Ăn bát phở nóng này ngon mọi người. Mình cho một cục xương heo vào mọi người. Cái nước nó ngọt. Mời mọi người mời nước với mình nhé. Hôm nay mình ăn phở thì mình uống nước lạnh ha. Đã lâu lắm rồi vì ăn phở ngon này mọi người. Cái thịt đó mình là vừa làm nước lèo xong rồi mình vừa cắt ra được thế này mọi người. Đấy, ngon chưa? Cái này thì nó bán cái đấy cũng 3 đô một phao, khoảng 6 đô một ký mọi người. 120.000 một ký mọi người. Cái này ngon mì sơi luôn hết bát. Thế cho mình tạm dừng video tại đây nhé. Một lần nữa mình cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem hết cái video nấu phở xương bò của mình nhé. Nếu mọi người thấy video của mình hay và bổ ích thì hãy comment ở dưới video để mình có thêm động lực ra nhiều video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.